Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đây là nhẫn mà Ngộ Đạo lão quái tặng. Không hổ danh là tông chủ của Vô Tương Tông. Lộ tình luôn xa hơn dự liệu. Nhiều bảo bối tài nguyên như thế này đủ để sáng lập tông môn rồi. Shipper này không tệ. 4.070 tỷ. Ơi, hiển thánh cần thiết. Hàn trưởng lão, đại sự không hay ho rồi. Bí điện xảy ra chuyện rồi. Mạc Trúc nhập ma, mất khống chế. Tất cả sinh linh của bí điện sắp bị giết hết rồi. Nhập ma. Đây là đang mắt chướng Mạc Phục Kiều hay sao? Mạc Trúc làm cái gì vậy? Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận xui, phạm vi ngàn dặm không còn một ngọn cỏ nào. Thần sủng hỗn độn thiên cầu của ngươi trở thành yêu vương một phương. Bạn thân của ngươi Thường Nguyệt Nhi ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, thu hoạch được công pháp thượng cổ. Bạn thân của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải đồng môn tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đồng gặp phải yêu vương tập kích. Bạn thân của ngươi Mạc Trúc thức tỉnh ma hồn, rơi vào ma đạo sát tâm tăng lên. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông thôn phệ yêu vương tu vi tăng lên. Bạn thân của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn được đại lang cứu vớt. Bạn thân của ngươi Mạc Trúc thức tỉnh ma hồn, rơi vào ma đạo sát tâm tăng lên. Bạn thân của ngươi Mạc Trúc thức tỉnh ma hồn, rơi vào ma đạo sát tâm tăng lên. Thức tỉnh ma hồn, đây là món đồ gì vậy? Hàn trưởng lão, Tịnh Tư trưởng lão, mọi người không sao chứ? May mà vì cấm chế của bí điện không ai có thể lại gần né được một kiếp, nhưng hộ pháp đã bị ma khí đập đập lát rồi. Khác thường là cô ta nhập ma mất khống chế, chưa được bao lâu thì phong ấn bản thân, không còn cũng không có động tĩnh, hình như là không ảnh hưởng đến tông môn. Đây không phải là phong ấn, mà là nhộng hóa. Thế không phải là càng có khả năng bộc phát hay sao? Có thể dễ dàng làm chấn động hộ trận của cường giả hóa thần dung cảnh dùng để phòng ngự, ma khí hiển nhiên là không đơn giản. Lệnh cho tổng động viên dự bị của Ngọc Thanh Tông trong vòng 10 dặm xung quanh của bí điển này không được để người lạ ở đây. Vâng, Hàn trưởng lão cũng phải cẩn thận. Yên tâm, có ta ở đây, ma khí lặng như vậy, không biết Mạc Trúc có ổn hay không. Không thăm dò được cô ta, hơi thở bên trong vẫn đang còn bài xích mình. Thật là kỳ lạ, Mạc Trúc bản thân chưa tới nguyên anh. Ma khí tu luyện ra lại có thể chặn lại được sức mạnh xuyên thấu của tu sĩ dung hư cảnh. Nghĩa nào bên trong còn có người khác? Nếu đã như vậy, thế thì phải dùng toàn lực rồi. Mạc Trúc. Kỳ lạ, trong cơ thể không có hồn phách khác, cũng chính là nói không bị người khác đoạt xá. Nguyên thần nội thị, nhưng mà hồn phách của cô ta đang còn thoái biến, đã không còn là hình người nữa. Mạc gia này rốt cuộc là có lai lịch gì? Trước đó Mạc Phục Kiều cũng rơi vào ma đạo. Ánh mắt không đúng, chờ đã. Ngươi thăng cấp nguyên anh rồi,
Nhưng tại sao lại không độ kiếp? Này này, mà cô nương thận trọng một chút. Không phản ứng. Cô ta còn là cô ta hay không? Đau quá. Ai đánh ta? À, Hàn Tuyệt, sao ngươi lại ở đây? Hàn Tuyệt, ngươi làm cái gì vậy? Biến thái, chết tiệt, chết đi. Ta muốn ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, từ nay về sau, ta sẽ ỷ lại vào ngươi. Ta nói ngươi vừa mới từ trứng đen nở ra, ngươi có tin hay không? Mặc ra của các ngươi rốt cuộc nào bị cái gì vậy? Tại sao ngươi cũng biến thành ma rồi? Ta cũng không rõ. Từ sau khi bước vào kim đan cảnh, lúc ta đang tu luyện, thường xuyên nghe thấy được một âm thanh. Mới đầu, ta còn tưởng rằng tâm ma, nhưng sau đó mới phát hiện cũng không phải. Ta tra trong điển tịch của gia tộc mà ca ca để lại cho ta thì phát hiện, đó là ý chí của tổ tông Mạc Gia truyền xuống. Thật ra Mạc Gia cũng không phải là ma tu, mà là ma tộc thật sự. Sau đó tộc bị tiêu vong, công pháp của ma tộc truyền vào nhân tộc, nên có ma tu. Mặc ra ta cũng xem như là hậu duệ kết hợp cùng với ma tộc và nhân tộc. Vậy, ngươi có mất khống chế như ma tu của tu chân giới hay không? Ta cũng không phải ma tu. Ma tu dễ dàng mất khống chế, chính là bởi vì thân thể của bọn họ không chịu nổi sức mạnh của ma công, nên mới sinh ra phản phệ. Đúng rồi, công pháp truyền thừa của tổ tiên mà lại ta lấy được. Trong đó còn có song. Cùng một phương pháp tu luyện, ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện hay không? Hệ thống nhắc nhở. Mạc U Linh sinh ra thù hận với bạn, độ thù hận hiện tại là 3 sao.